Những điều không phải ai cũng biết của điện nữ Nano Kitty Chisha. Sự thành công của cô gái đến từ hư vô đã giúp Kitty Chisha trở thành cái tên mới được khán giả yêu thích phim ảnh quan tâm và tìm hiểu vô cùng tích cực. Tốt nghiệp hai trường đại học khi mới 18 tuổi, vừa gia nhập làng giải trí đã trở thành ngôi sao đào hoa nhất với đủ những chuyện tình với cả nam và nữ. Kitty Chisha sở hữu nhiều điều thú vị không kém vai diễn Nano của mình. Sinh ngày 5 tháng 8 năm 1993 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan trong một gia đình khá giả. Kitty Chisha sống trong nhung lụa từ bé và được hưởng nền giáo dục hiện đại khi theo học tại New International School of Thailand, ngôi trường dành cho con nhà giàu với một học phí cao ngất ngưỡng. Vì được tạo điều kiện tối đa để học hành nên Kitty Chisha cũng rất chăm chỉ và đạt những thành tựu vô cùng đáng tự hào. Khi mới 15 tuổi, cô nàng đã hoàn thành xong chương trình chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông quốc tế của Chitralada Royal Palace School và có thể bắt đầu ngay chương trình học đại học vào lúc đó. Đây là một thành tựu mà chỉ ít số học sinh ở Thái Lan mới có thể đạt được. Sở hữu khả năng học tập hơn người, đến năm 18 tuổi, Kitty Chisha đã có trong tay hai tấm bằng đại học tại trường đại học Assumption khoa quản trị kinh doanh và đại học Rackhamhaen khoa luật. Rất nhiều khán giả đã phải bất ngờ trước trình độ học vấn cừ khôi của Kitty Chisha và gọi cô là con nhà người ta chứa danh trong truyền thuyết. Năm 2010, khi mới 17 tuổi, trong quá trình đang học đại học, Kitty Chisha ký hợp đồng với công ty giải trí đình đám Kamike, rồi sau đó trở thành một mẫu trong nhóm nhạc nữ 5 thành viên Kiss Me 5. Tuy chịu hoạt động một năm rồi rời nhóm để tập trung cho việc học hành, nhưng sự xuất hiện của cô trong nhóm cũng đã ít nhiều gây chú ý tới công chúng Thái Lan. Ngoài ra, đây cũng được xem như màn cọ sát cho Kitty Chisha để chuẩn bị cho những kế hoạch sau này trong làng giải trí xứ sở Chùa Vàng. Hai năm sau, Kitty Chisha quay lại làng giải trí với vai trò diễn viên khi đóng phụ trong hai bộ phim Hoàng hôn ở Charaya và ATM 2 Lỗi tình yêu. Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1993 còn tham gia 8 bộ phim truyền hình và 2 bộ phim điện ảnh khác trước khi gây tiếng vang vào năm 2018 bằng mùa 1 của bộ phim Cô gái đến từ hư vô. Bên cạnh nội dung mới lại mang tính hiện thực sâu sắc khi hình ảnh cô nữ sinh Nano ngổ ngáo, không sợ trời, không sợ đất, đi tới đâu quậy tới đó. Do Kitty Chisha thủ vai đã khiến khán giả cực kỳ ấn tượng và giúp tên tuổi của cô chính thức bùng nổ một cách không thể nào mạnh mẽ hơn. Sau cú chuyển mình mạnh mẽ đó, Kitty Chisha cũng gây được ít nhiều chú ý trong các tác phẩm truyền hình hay điện ảnh khác. Nhưng phải đến mùa 2 của Cô gái đến từ hư vô thì tên tuổi của cô mới bùng nổ trở lại và trở thành từ khóa tìm kiếm gây đắt. Không chỉ là con nhà giàu, học giỏi, nổi tiếng, có sự nghiệp thành công, mà Kitty Chisha còn có tình duyên vô cùng phong phú khi những người yêu mà cô công khai mối quan hệ đều đã là người trong giới giải trí. Ba mối tình của cô lần lượt với ba sao nam nổi tiếng gồm ca sĩ Tenchari Laburang, diễn viên Navin Jawabunku và thành viên nhóm nhạc Kesonuva Prakan Raiva. Dù mỗi mối tình đều nhận được sự phản đối và ủng hộ khác nhau từ công chúng, nhưng có chung một kết quả là đường ai nấy đi sau một thời gian mặn nồng. Sang tới mối tình tiếp theo, Nano gây bất ngờ khi qua lại với nữ người mẫu xinh đẹp Kim Chayathanut. Cả hai không ngại trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ phải xích xoa ghen tị. Thế nhưng, mối tình này cũng không đi tới đâu. Quyết định chấm dứt hẹn hò của họ đã khiến khán giả cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Sau những lần tan vỡ trong tình yêu đó, thì hiện nay Kitty Chisha đang hạnh phúc trong mối quan hệ với nam người mẫu Gun Sorawit, người quen mặt với khán giả Việt khi là thí sinh của The Face Man Thái Lan mùa đầu tiên. Kitty Chisha từng chia sẻ rằng cả hai bắt đầu yêu nhau vào năm 2018 và Gun Sorawit đã chiếm được trái tim của cô bằng tình cảm chân thành cùng những hành động ấm áp trong lúc cô gặp vấn đề về sức khỏe khi làm việc quá sức. Không biết rằng liệu đây có phải là bến đỗ cuối cùng trong tình yêu của Kitty Chisha chưa? Nhưng dù sao, nhìn thấy cô hạnh phúc và vui vẻ như vậy thì người hâm mộ cũng cảm thấy mừng thầm. Cũng như hy vọng rằng cô sẽ có cái kết thật đẹp cùng Gun Sorawit. Có thể thấy, dù mang danh là điên nữ trong phim, nhưng cuộc đời thực cũng như sự nghiệp của Kitty Chisha không hề điên chút nào mà lại khá bằng phẳng, khiến nhiều người nhìn vào phải ngưỡng mộ. Nhiều khả năng cô gái đến từ hư vô sẽ tiếp tục được Netflix sản xuất mùa 3, nên hãy chuẩn bị tinh thần để tiếp tục những trò vui của Nano đi nhé. Không biết trong tương lai, Kitty Chisha có thể trở thành một ngôi sao hàng đầu giống như các mỹ nhân Mai Davika, Yaya Yurasaya, Bayfem Bimchanov, nhưng chắc chắn dấu ấn mà cô để lại sẽ không hề thua kém hay mờ nhạt hơn họ chút xíu nào. Bạn nghĩ sao về cô gái này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết nhé. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.